lóc, nướng lá lốt. Chỉ nghe tên thôi là đã tưởng tượng được mùi thơm sẽ nồng nàn như thế nào rồi đây. Phi lê cá cắt miếng, sau đó ướp tiêu, ớt, hành tím, đường, nước mắm và dầu ăn, rồi trộn đều đến khi cá thấm. Món ăn này cần đến sự khéo léo của bạn đấy nhé. Hãy quan sát thật kỹ cách đầu bếp đang gói cá với lá lốt. Cuốn xong rồi thì nướng thôi. Nếu được đứng ở gian bếp lúc này, chắc chắn khứu giác của bạn sẽ trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Mùi thơm của lá lốt nướng có khả năng đánh thức bao tử của cả khu phố đấy nhé. Chưa hết đâu, món nướng muốn ngon không thể thiếu mỡ hành. Đừng ghét chương trình vì lỡ khiến các bạn phải phát thèm như thế này nhé. Cuốn cá với một ít rau và bánh tráng, chấm với mắm nêm, quá thật là ngon không chỗ chê.